Anh em có nhu cầu mua hạc Free Fire, hạc Liên Quân, truy cập ngay shop laogio.vn. Đây là shop bán hạc chính thức và duy nhất của mình. Mọi hoạt động trên shop đều do mình đứng ra quản lý, vậy nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm giao dịch nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Ok, thì đến với cái video ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo squad đây. Như vậy là mình đã có giáp chống nổ rồi. Ngon ghê. Xuống đây đã được thả ga lút đồ, lại còn được mạng chùa, lò rèn muôn năm. Ui, MP cũng nhiều này. Cái trận mà đi team thì không thích MP đâu, mà cái trận mà đi một mình thì MP thôi rồi. Kho này vẫn còn đầy đồ. Mặc dù là bo hơi xa một chút, nhưng mà không sao, mình chạy được mà. Biết đâu trong cái quá trình chạy thì mình lại gặp thêm người thì sao. Trên này có một cái tăng giáp này. Đó, mình thấy rồi. Tại vì là chưa ai xuống đây mà, sót thế nào được. Tính ra là ở lò rèn có tổng cộng tầm 3 cái tăng giáp.
một cái tăng giáp trong cái lò phản ứng, một cái tăng giáp trong cái nhà xe và một cái tăng giáp ở trên đây. Anh em nào mà cũng ghé qua cái khu vực lò rèn này thì nhớ để ý ba cái vị trí có tăng giáp nhá, để mà ăn. Nấm này. Đấy. Ok, hơn nhiều rồi đấy. Chúng ta còn tận 33 người. Bo 1 thì bây giờ còn chưa bắt đầu thu. Cánh đồng của ai không nhỉ? Lò rèn không có người rồi. Hy vọng cánh đồng sẽ có một vài bạn bắn nhau cho nó đỡ buồn. À, đây rồi. Thấy rồi. Mình xin. Ở trên à? Tính kết của mình là chàng trai. Không trúng rồi. À, may quá. Vẫn không bị KS. Chẳng biết là thanh niên trên gốc cây là cùng với team này hay là khác team này đây. Ui, xuống tới kia được cơ à? Cạnh mình có người. Ở đâu nhở? À đây rồi. Thấy rồi anh em ạ. Một bé gục. Thơm. Tính ra là cái kill vừa rồi là bạn ở trên đồi bạn ấy bắn gục ấy chứ. Nhưng mà mình là người KS. Bắn chán chưa? Lòi ra đây. Ui. Nào. Lòi ra đây. Này thì lòi ra này. Nó lại ngon ngay anh em ạ. Vòng kêu rất nhiều. AK. Hôm nay mình sẽ bắn AK nha mọi người. Bắn SK hơi nhiều rồi. Quay trở lại bắn AK vài game. Nhiều bạn cứ thắc mắc là tại sao cứ suốt ngày dùng SK, suốt ngày dùng AK. Nhưng mà bây giờ anh em bảo là có mỗi mấy cây súng đấy mạnh, giờ không dùng những cây súng đấy thì bây giờ biết dùng những cây súng gì. Ví dụ như là chẳng hạn như là cầm XM8 đi solo squad ư? Hay là cầm M60 đi solo squad? Khó, rất là khó. Pharmac thì mình không biết vuốt tâm rồi. Mình là người theo kiểu như là bắn theo lối đơn giản nhất. Vậy nên là cái vuốt tâm mình chỉ biết một ít nho nhỏ thôi, chứ mình không biết nhiều. Mà đặc biệt là cây Pharmac thì chịu, không vuốt được. Chỉ bắn theo kiểu dí thôi, dí nào chết thì thôi. Kiểu lia tâm ấy. Mình chỉ biết bắn mỗi cây SK là còn hên xui headshot được một chút. Còn AK thì mình cũng như kiểu vậy. Cứ bắn bình thường, hên xui thì nó lên đầu, còn nó không lên thì thôi. Quan trọng nhất là vẫn cái vuốt tầm tầm gần. Tầm xa thì biết là nó dễ vuốt đấy, nhưng mà bắn bình thường cũng được. Cái đồi này nó ở trong bo. Xuống thị trấn chơi đi. Ui, bó hai bên ngoài luôn. Có người kìa. Xe nữa kìa. Quay lên làm thịt hai thanh niên kia.
một bé gục. Xong một bé. Hình như là bạn ấy không biết là mình đang hướng nào. Lia. Hai anh chàng đó đang giao tranh với cái thanh niên bên dưới thính. Có phải không nhở? Hay là cái xe kia là mấy cái bạn mà ban nãy bạn chạy qua thính, bạn chạy lên rồi. Mình đi cáp treo nên là mình không biết được là cái thanh niên bên dưới thính lên hay chưa. Trên này không hề có người. Bên ngoài có xe. Ui, xe quân đội à? Chạy đi đâu? Ui, ôm cua kìa. Ơ à. Cay thế nhở? Đặt mà không ra. Một bé. Thanh niên kia kịp chạy vào nhà rồi anh em ạ. Nhiều khi cái bom keo nó bị delay hơi lâu. Thanh niên cuối cùng trong cái team đó lơ nga lơ ngơ như kiểu là boss ấy. Thanh niên này chắc là mới chơi rồi. Có ai UAV không? Không hề có ai. Mỗi một mình. Hiện tại thì chúng ta còn 8 người. Trừ mình ra là còn 7 người. Khả năng sẽ là còn một team 4 và một team 3. Chẳng nhẽ lại có một team bên công xưởng à? À, mình thấy rồi. Bên kia đồi. Làm gì mà căng. Đây, mình đến với bạn đây. Trên tròi hay dưới tròi? Với hai người. Tính công mình à? Hay gì? Đáng tính đi móc đường kia thì cái bo nó thu qua mất. Đây rồi. Một bé gục. Lìa. Anh chàng kia. Thề luôn chứ trận này mình gặp người các bạn ấy cứ kiểu gì ấy. Mình đang trong trận đấu danh mà. Đâu có phải là trong trận đấu thường đâu mà toàn boss được. Và toàn gặp người mới chơi không thôi. Chúng ta còn 6 người. Nào. Hai team còn lại đang ở đâu? Dưới thính một người. Chạy đâu hả chàng trai? Ui, hai người luôn kìa. Ba người luôn kìa. Yếu. Hình như là không biết mình ở đây. Gục một. Biết thì đã quá muộn rồi. Hai bé này. Bỏ đi đâu. Như vậy là chỉ còn hai người ở gốc cây. Keo nhiều thế. Không được à? Vẫn trượt à? Mình đang trong bo mà, sợ gì? Tính công mình hay gì? Bình tĩnh thôi anh em ơi.
mình cần kiếm một chỗ nào đấy nấp an toàn hơn. Yếu. Ê à, một thanh niên đã lên kịp bóng keo rồi. Đi đâu? Đi đi đâu? Hai người đều yếu rồi. Lựu đạn này. Đó. Lụm đi. Gục một. Ai à, ném chuẩn ghê nhở. Lìa. Tìm hai người. Như vậy là chỉ còn một anh chàng cuối cùng trên bản đồ của chúng ta mà thôi. Đâu rồi chàng trai? Giờ này thì cũng chẳng cần nút đồ gì nữa cho mệt đâu, tại vì còn có một người thôi mà. Trong khi mình có tới tận mười mấy trái bông keo. Bò lại xuống dưới. Thôi nhở. Bạn gì đó ơi, bạn ở đâu rồi? Đừng nói mình là không thèm chạy bo luôn nhá. Hướng nào đừng nhờ. Trông như thế này. Đây rồi. Hãy bò đi. Ui, tôi nhầm súng. May quá. Vẫn win anh em ạ. Hên cho mình là vẫn giết được bạn kia. Rồi, như vậy là trận đấu ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu mà anh em có bất kỳ băn khoăn hay là góp ý gì cho video của mình thì anh em cứ comment ở bên dưới nhá. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Tạm biệt và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Bye bye.